À, đề số 2 này là Huynh C7 hỏi 4 câu trong bài Lo nước. Nước Việt trẻ già mãi ngóng trông, ngày nào hưng phục cõi trời đông. Lẽ đâu tạo hóa riêng cay độc, đài khắc mãi chi giống lạc hồng. À, thưa chú quý vị, đó là 4 câu trong bài Yêu nước mà Huynh C7 đã đưa lên là mệnh đề số 2. À, xin mời chú quý đồng đạo chúng ta có thể chia sẻ thì đưa bàn tay lên. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Chúng ta phải đặt cái tinh thần Phật pháp lên lên cao lên trước hết. Mình đừng có bao giờ mà có những cái mặc cảm với nhau, và cũng có đừng có nghĩ rằng là cái việc cái người khác nói rồi làm cho mình khó chịu. Nội mình là tu có bao nhiêu đó mà mình tu không được thì tôi nghĩ rằng cái việc cao xa hơn nữa chắc mình khó nắm bắt lắm. Ai nói thì nói cũng không không sao, mỗi người đều có cái ý kiến. Thì mà ông Thánh ông dạy rồi, trong ba người đi trong đó có hai ông thầy của mình, dầu cho cái người đó mà nói sai nói gì cũng là thầy mình. Thầy mình là sao? Bởi vì mình biết cái người đó sai rồi, mai mốt mình không có nói nữa, mình không có nói giống cái người đó. Còn cái người mà ta nói đúng thì mình học nó để mà mình phát huy cái khả năng của mình, cái trí tuệ của mình, chứ có gì đâu. Phật pháp mà tôi thấy thì anh em thì nói rất là hay, nhưng mà khi đụng chuyện cái thì cũng cũng cái máu anh hùng cũng nổi lên rồi, cũng phiền phức với nhau. Đối với tôi thì tôi nói thật cho tôi chưa biết phiền ai, là tại vì sao vậy, là vì tôi nghĩ là cái gì tôi học cũng cũng là cái bài học cho tôi, đáng giá cho tôi, đang tôi không có sao đó. Bây giờ nếu mà quý vị không có ai chia sẻ thì tôi cũng cái khả năng tôi làm được bao nhiêu tôi làm, tôi cũng sẽ không nệ hà gì trái. Cho nên là cái mong rằng quý vị chúng ta mình thể hiện cái tinh thần đạo đức. Mà chỗ này là cái chỗ mà mình cái cũng là cái trường thi đó, mà mình không đi thi ở chỗ này, đi ở chỗ nào thi bây giờ đó. Thấy anh em nào nói cái gì hơi nghịch ý mình là mình bỏ đi rồi, thì cái đó là cái chuyện lớn hơn nữa, làm sao mình làm được. Cho nên là cái điều này mong rằng quý đồng đạo chúng ta, tôi nói hơi thẳng ha, quý đồng đạo chúng ta cũng đừng có buồn. Cái chỗ này là chỗ này là cái chỗ mới thể hiện cái chứ. Cho nên là ngày xưa có người đó, người ta hỏi là cái tánh sanh là nó như thế nào, rồi cái làm sao mà chỉ được, thì ông kia phải chọc cho ông nọ giận mới chỉ. À, nói cao gác dài câu cái ông kia ông giận đỏ mặt hết trơn đó, thì ông mới chỉ sanh là vậy đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên là mình nói thì mình nói là cái gì mình cũng có người thì dám nói rằng là gần như là mình chứng đạo vậy, hay là mình đã thấu hiểu được hết trơn tất cả cái việc mình làm, cái thể hiện cái sự thánh thiện của mình. Nhưng mà thật chất ra nói nó hơi nghịch ý chút xíu là bắt đầu là giãy nảy rồi, làm sao mà mình thể thực hiện được. Cho nên là mình nói là nói mà người ta tin hay không là do cái sự thể hiện của mình đó, coi người ta có tin hay không ha. Bây giờ xin chia sẻ của C7 bốn câu bài Lo nước của Đức Thầy nè. Đức Thầy nói là nước Việt trẻ già mãi ngóng trông, ngày nào hưng phục cõi trời đông. Lẽ đâu tạo hóa riêng cay độc, đài khác mãi chi giống lạc hồng. Thì cái này Đức Thầy nói để cho mình ý thức rằng là Đức Thầy biết cái tâm lý của chúng sanh. Mà cái nơi mà Đức Thầy đã có cái sắc lệnh đi xuống nơi Thánh địa Hòa Hảo để khai đạo, thì Ngài đã quán sát được cái tâm lý chúng sanh rồi. Vì sao vậy? Vì nước Việt Nam mình lúc thời bấy giờ bị người Pháp cai trị, nó rất là khắc nghiệt, rất là khổ sở. Nhưng mà trước cái thời gian mà Đức Thầy ra đời đó, quý vị, ông bà tôi nói lại đó, mà có những cái nhà người ta mặc bằng bố tời, nó không có giải bô mà mặc, chứ đừng có nói bị nó cai trị, nó rút, nó mòn rút hết trơn cái tài nguyên của mình đi. Mình đóng một đầu sâu năm bảy đầu thuế mà làm á, thì cái mình lúc đó sống về nông nghiệp không à, nó rất là thô sơ.
Cho nên là làm thì mong chỉ có một cái mùa vụ mà. Rồi trúng thất gì đó thì cũng nhờ vào cái mùa vụ đó, mà năm bảy đầu sâu đầu thế rồi làm cho làm không đủ ăn không đủ mặc đó. Rồi có những năm bị thất trắng là bão nước lụt á, dân ngập lúa hết trơn, khổ sở dữ lắm. Cho nên là Đức Thầy mới viết cái bài này là nói lên, nó biết cái tâm trạng của chúng sanh, biết cái tâm lý chúng sanh, là luôn mong ngóng là để cho mình thoát được cái nạn ách, nó cái sự đau khổ này. À, mong có một cái ngày nào đó mà đất nước của mình á được sống đầy đủ hạnh phúc. Ai cũng vậy, ai ở trong cái khổ rồi là không bao giờ muốn mình mà ở trong cái sự chịu khổ, là cũng muốn mình thoát ra cái khổ đó. Cũng như hôm nay chúng ta tu vậy, chúng ta không bằng lòng với cái cảnh mà sống như thế này. À, cho nên mình muốn đi về cực lạc hay về cõi đời thượng nguyên hay về niết bàn. Thì ở đây Đức Thầy nói cái tâm lý của chúng sanh là nước Việt trẻ già mãi ngóng trông, trẻ già là nói hết, nói nó hết dân tộc của nước Việt Nam, ai cũng ngóng ngóng trông, bị quá khổ rồi, quá quá sức khổ rồi, cho nên ai cũng mong trông ngóng để mà cho thoát cái khổ này, để mà sống an vui hạnh phúc. Ngày nào hưng phục cõi trời đông à, thì khi mà Đức Thầy ra đời đó, Đức Thầy đã tiên tri cho biết là sau này đó cái đời Thượng Quan Thánh Đức nó lập ở tại miền Nam nước Việt của chúng ta, cho nên là mới có cái sự là mong ngóng của những cái đồng đạo của chúng ta, mà khi mà nghe được cái lời của Đức Thầy ai cũng tưởng cũng mong như vậy. Cho nên mong có ngày nào hưng phục cõi trời đông. Cõi trời đông là muốn chỉ cái nước Việt Nam của chúng ta đây, là mình sống mà mình thuộc về cái vùng Đông Nam Á. Ngày nào hưng phục cõi trời đông, hưng là thịnh vượng, phục là trở lại cái sự thịnh vượng như cái đời thượng cổ vậy. Cõi trời đông là cái vùng Đông Nam Á này đây, cái nước Việt Nam mình nằm ở vùng Đông Nam Á. Lẽ đâu tạo hóa riêng cay độc, lẽ đâu tạo hóa riêng cay độc, thì đức thầy muốn nói lên câu này để làm chi? Để cho mình biết rằng do cái dòng đời nhân quả ở đời trước á, ông bà mình cũng có làm những cái điều vì cái thương xót con cháu, mà cũng cũng làm những cái điều nó trái với cái nhân quả. Chẳng hạn như mình bị cái nước Tàu, nó nước mình hồi xưa nó là nước Nam Việt, nó cái tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây nó thuộc về đất nước cái Nam Việt của mình hồi xưa, rồi bị người Tàu nó chiếm, nó lấy, nó cai trị. Thì dân tộc mình đông mà còn lại có một một lõm mà, cho nên ông bà mình phải phải Nam tiến, phải mở cuộc Nam tiến để cho cái dân tộc mình được nó nở nang ra, để mà có cái nơi ăn chốn ở. Thì mình cũng có diệt những cái, mình cũng có tiêu diệt những cái nước nhỏ hơn mình, yếu hơn mình đó. Thì cho nên là đức thầy nói là cha làm con chịu nhiều đường gai trong đó. Hôm nay mình bị cái nỗi khổ này là không phải là do cái ông trời ông cay độc mà ông chỉ hại cái giống dân Hồng Lạc này, mà do cái dòng nhân quả. Cho nên hôm nay mình phải chịu trả cái quả như thế đó, trả cái quả như thế, bị khổ bị cực như thế đó. Thì cái này đó, đức thầy nói để cho mình biết, mình ý thức lẽ đâu tạo hóa riêng cay độc. Không có riêng ai tạo hóa, tạo hóa là muốn nói đấng hóa công, muốn nói đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái vị mà cầm cân thưởng phạt á, không có riêng gì cái tình riêng ai, mà không có ghét ai. Đây là do cái dòng đời nhân quả mà dân tộc mình phải chịu vậy thôi. Rồi khi mà mình bị nó khổ á, nó khổ mà triền miên như vậy đó, mà khổ đến tột cùng á, thì nó sẽ lên tới tột cùng. Cái gì mà nó xuống tới tột cùng như thế này thì nó sẽ lên tới tột cùng, mà cái gì nó lên tới tột cùng thì nó sẽ xuống tới tột cùng. Cho nên Đức Thầy nói lên cái lời này để thức tỉnh cho mình biết, chỉ có cái mình lo tu rồi mình biết ăn năn cải hối, biết làm lành lánh dữ, rồi mình mới thoát ra được cái cảnh khổ này. Cho nên vì cái khổ này mình trả nó hết cái nghiệp quả này, sau này nó nước của mình nó lại lại là nước phồn vinh nhất ở thế giới, đứng đầu ở trên thế giới.
Thì cho nên là Đức Thầy nói lẽ đâu tạo hóa riêng cái độc, không có riêng ai đâu, mà đây là do cái dòng đời nhân quả mình phải chịu vậy thôi. Đài khác mãi chi giống lạc hồng, cho nên là cái này không phải là do tạo hóa cai độc mà muốn đài khác giống dân lạc hồng đâu, mà cũng có cái nguyên nhân do cái dòng đời nhân quả mà hôm nay con cháu phải chịu như thế này. Nhưng mà Đức Thầy khuyên là mình ráng chịu đi, ráng chịu rồi biết ăn năn cải hối, biết làm lành lánh dữ, thì nó hết cái giận bỉ này, nó sẽ đi tới cái giận thái, nó tức là cái giận hanh thông, mình được được hưởng cái muôn điều hạnh phúc đó. Cho nên vì cái lẽ này mà cái Đức Thầy mới lâm phàm ở tại nơi đất nước Việt Nam, và đồng thời để chỉ dạy cho mình cái cách mà mình thoát ra, mình thoát ra, để mình biết cái cách để mình thoát ra là chỉ có cái tu thôi. Mình biết làm lành lánh dữ, mình không tạo tác thêm những cái mà nhà cái nghiệp ác nữa, thì mình sẽ có một ngày đó mình sẽ thoát ra, không không có cái gì đâu, không có cái gì mà phải, không có gì mà ai mà phải khổ hoài đâu. Chỉ có một cái điều là mình không có nghe lời Đức Thầy, mình không chịu lo tu thì mình sẽ tiếp tục phải chịu khổ. Tịnh hữu, Đức Thầy dạy là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Thì đúng vậy rồi đó, đúng đó. Cho nên mình phải biết ở đây sở dĩ mình khổ á là do cái nghiệp quả có gây tạo. Ông cha mình hồi trước có gây tạo, hôm nay mình phải chịu nè. Tại sao mình chịu? Là mình có cộng hưởng, mình có hưởng ở trong cái cộng nghiệp á, nó có cái cộng hưởng, mình có cái cộng nghiệp, mình có hưởng cái này. Rõ ràng là cái ông cha mình làm mà hôm nay mình hưởng nè, có những cái ruộng đất phì nhiêu để mình có ăn có sống như thế này nè, mình hưởng rõ rõ ràng là mình phải chịu cái gì. Chỉ có cái đây là cũng đi trong cái nhân quả chứ không ngoài nhân quả. Nhưng mà Đức Thầy nói là rứt cái ngu đần, Đức Thầy dạy mình rứt cái ngu đần đó, bán cái ngu lẫn cái đần đó. Ngu đần cả nước lẫn cùng dân, sớm lo lòn cuối chiều ăn ngủ, nào biết toan lo gỡ nợ nần tông tổ tạo gây nên, con cháu ngày nay phải báo đền. Đành thế nhưng vừa lời lẫn vốn, tội gì chịu giải trả ngông nghênh. Nếu mà mình không có nghe lời Đức Thầy mình tu thì mình cũng tiếp tục mình cái này nó không phải không 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 phải ngắn vậy đâu. Nhờ mình có tu nè, mình có tu rồi hôm nay đó mình giải được cái nghiệp từ 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 từ, bây giờ mình thấy mình cũng khỏe rồi, mình sắp mà một có cái ngày tươi vui tốt đẹp. Cho nên là Đức Thầy nói tội gì chịu giải trả ngông nghênh. Mình dạy á thì mình, tại vì mình không lo tu, mình không ăn năn cải hối, mình không là chịu làm lành lánh dữ, thì cái đó là Đức Thầy cho là dạy. Còn mình biết tỉnh ngộ, biết ăn năn cải hối, biết lo làm lành lánh dữ thì cái đó là gọi là cái khôn. Cho nên Đức Thầy nói dạy khôn trần thế chứ nào dạy ngu. Thì như vậy là Đức Thầy nói việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, là trời cơ là mái, mái trời sự vận hành của nó rất gấp, rất gấp. Là quý vị thấy coi, ngủ đêm sáng ngày là có cái chuyện khác xảy ra, mà việc thế giới chuyển qua như chấm, rõ ràng nó như vậy. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành đó, chỉ có cái tu thôi à, cuối cùng chỉ có cái tu thôi à. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, biết là tu nó cũng chịu khổ khó đó, nhưng mà thầy kêu mình ráng ráng tu hành cầu linh hồn cho được vãng sanh. Nhưng mà cầu linh hồn cho được vãng sanh thì phải kèm với cái tu tu cầu. Cho nên Đức Thầy dạy trong cái bài kệ đêm thanh đó là dạy tu cầu không à, cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Mà cái người nào được vãng sanh là thoát cái sanh tử luân hồi rồi, hưởng quả bất thối rồi, thì cho nên là không không có còn phải quay lại cái cõi ta bà này nữa. Nếu có quay lại là sau khi mình chứng đắc Phật quả, mình quay lại mình để mình cứu cứu vớt chúng sanh thôi. Cho nên Đức Thầy nói đây chỉ rõ đường đi nước bước, đi Đức Thầy chỉ cho mình đi cái trên cái đại lộ không à, rất là thoải mái, rất là ung dung tự tại. Còn nếu mình không có nghe lời Đức Thầy đó thì mình bước sụp hầm sụp hố đi trên gai châm không à. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, tôi
cái sự hiểu biết của tôi qua bốn câu của C7 hỏi, và cũng chia sẻ thêm cái bài của Tịnh Hữu vừa đưa lên. Thì bây giờ tôi xin trả mic là Tịnh Hữu, và đồng thời mời quý vị khác lên để đóng góp thêm cho đề tài được phong phú hơn. Quý vị đừng ngại gì hết, tôi nói cái gì sai quý vị cứ cho sai, và quý vị cứ góp ý, tôi rất là cảm ơn. Nói một cách nó hơi khách sáo chứ, cần mà lại quý vị để cảm ơn tôi cũng lại được, không có cái gì mà tôi phiền hà quý vị đâu. Chứ mình chỗ này là cái chỗ thi mà mới nói với nhau chạm chút xíu là bắt đầu là tự ái rồi, thì mình nói như vậy là mình thành đạt lý cao sâu mầu nhiệm với đức thầy thầy chỉ. Mà cái chỗ này có một chút mà mình làm không được thì mấy cái chuyện khác làm sao ai tin mình đã làm được. À, quý vị mong quý vị thông cảm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Rất cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của Minh Hồng Quang và đóng góp cái bốn câu của Tịnh Hữu đưa lên, rất là chân thành cảm ơn. Đúng như là Minh Hồng Quang nói, chú ý đồng đạo, qua cái sự thực nghiệm trong linh chúng ta ẩm rài thì cái sự chia sẻ, cái sự nói của Minh Hồng Quang rất là nhiệt tình, rất là thật tâm. Vì thấy rằng tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng có lúc phiền lúc giận, cũng có lúc không vừa bụng rồi, nhưng mà Huynh Hồng Quang thì rất là tự nhiên, Huynh vẫn chia sẻ bình thường, ai nói Huynh cái gì thì nói theo ý Huynh hiểu thì Huynh cứ chia sẻ tự nhiên. Đây là một cái hạnh rất là đáng kính mến, đáng kính phục cho quý vị. Đồng đạo chúng ta thì nó nói rằng tu, nhưng mà muốn được cái hạnh này cũng qua cái sức công phu được hành đạo rất là kiên cố nó mới có thể được tới cái mức độ này. Thì rất là cảm ơn Huynh, tại vì Tịnh Hữu thấy Minh Kim thì đưa lên những cái câu nói như vậy, thì ý của Tịnh Hữu cũng nói cái thời cuộc thì nó rất gấp rồi, cho nên chúng sanh Đức Phật dạy chúng ta hãy ráng tu, hãy ráng tu và cầu linh hồn cho được giáng sanh. Chứ còn nếu mà chúng ta không cầu giáng sanh trong một kiếp này thì chắc chắn rằng không kịp, cho nên Đức Thầy mới khuyến cáo chúng ta là rất gấp rồi, phải cầu linh hồn cho được vĩnh sanh nó kịp thời, là tức là chỉ một kiếp Tây Phương Hồi Hướng đó chư quý đồng đạo. Và cái câu hỏi của Minh Kim thì chắc chắn rằng cái người tu chúng ta không trả lời được rồi, tại vì cái giá đó là cái chuyện của hòa hay chiến, là cái chuyện đó có cái chuyện của người lãnh đạo quốc gia, tức là của nhà nước. Còn cái người tu mình phải làm sao, Đức Thầy đã chỉ rất là rành rõ trong con đường đi nước bước đó. Đức Thầy nói rằng xưa nay sáu chữ lạnh tanh, ít ai niệm chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá oai, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nói vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Cái cảnh này là cái cảnh máu đào tuôn rơi phải không chú ý đồng đạo? Thì mình muốn thoát khỏi cái cảnh máu đào tuôn rơi này chỉ có một cách là lấy sáu chữ rạch tim đem để nói vào thì mới thoát được cái cảnh máu đào tuôn rơi này thôi. Và cũng như Vinh Hồng Quang nói đó, cảnh chiến tranh chết chóc là để sàng sải, để trả nghiệp cho chúng sanh, cho nên chúng ta không có thể xây chuyển được, mà mình ráng mình lo tu hành. Còn cái chuyện mà xây chuyển, chuyện hòa hay chiến, chỉ nói chuyện của lãnh tụ quốc gia, của nhà nước, chứ không phải chuyện của người tu hay chú gì. Theo Tịnh Hữu thì nghĩ như vậy, cho nên không thể trả lời được với cái Minh Kim trong cái room này, là cái room toàn là đạo pháp người tu. Và thưa chú quý vị, thì thấy câu hỏi thì cũng còn đó, mà đồng đạo chúng ta chia sẻ thì còn có mình Huynh Hồng Quang thì chắc chắn rằng phải thiếu nợ rồi chú quý vị ơi. Bây giờ còn thiếu lại hai câu đó, thì quý đồng đạo chúng ta cũng có thể ngày mai hoặc cũng có thể buổi chiều nay, chúng ta lúc 7 giờ chúng ta vào lại và nêu câu hỏi lại để đồng đạo mình chia sẻ tiếp thêm. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của quý đồng đạo đó nha. Giờ thì bởi vì trong room chúng ta cũng rất là đông, nhưng mà giảng viên chia sẻ thì hiện ra nãy giờ chỉ có mời được chỉ có Huynh Hồng Quang, cho nên nếu mà mời nữa thì nó thấy Huynh rất là mệt, cho nên để dành thời gian vào giấc tối, Huynh Hồng Quang cũng sẽ tiếp tục và chú ý đồng đạo cũng sẽ tiếp thêm. Vậy thì chương trình sinh hoạt đến đây được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn tất cả chú quý vị đã theo dõi và thấy được bàn tay của đồng Huynh Tư Tính.
Không biết Quynh Tư Tính đưa lên để mà tham gia chương trình mới hoặc là chia sẻ thì tiếp thì mời Tư Tính có ý kiến nha, mời ý kiến của Tư Tính. Nam Mô A Di Đà Phật.